Dạ là cháu chào chú Phương nhá. Thì vừa rồi thì gia đình mình có sử dụng sản phẩm Vonera 250WG để phòng trị rầy bông, rầy xanh trên cây sầu riêng. Đúng ạ? À, đúng rồi. Dạ vậy chú cho con hỏi là với cái chai Vonera này thì mình gia đình mình pha với nồng độ và liều lượng cho bao nhiêu lít nước À, 200 ạ? À, dạ. Dạ vậy chú cho hỏi là thì sau khi phun thì 1 đến 2 ngày thì, sau khi phun thì chú còn thấy rầy xanh và rầy bông xuất hiện trên lá đúng không ạ? không, mình thấy cái bông cái xanh là sạch, sạch cây sinh trưởng bình thường. À, dạ. Vậy là nếu mà tiếp tục quan sát 7 đến 10 ngày tiếp theo thì chú còn thấy á, rầy bông và rầy xanh xuất hiện lại không ạ? Không, nói chung không thấy. À dạ cháu cảm ơn ạ. Vậy thì nếu mà 7 đến 15 ngày tiếp theo mà rầy bông và rầy xanh không xuất hiện lại thì hiệu lực của thuốc như vậy là tốt và ổn định đúng chưa? Đúng rồi. À dạ khi mình phun thuốc này thì chú cảm thấy mùi của nó như nào ạ? Dễ chịu hay là gắt ạ? Mùi này là cũng bình thường, nói chung là phù hợp với người nông dân. À dạ cháu cảm ơn ạ. Vậy thì nếu mà để mà đối với cái hiệu quả cao như vậy mà so với giá thành thì chú cảm thấy là nó có hợp lý không ạ? Hợp lý. À dạ rồi cháu cảm ơn ạ. Dạ thay mặt công ty thì cháu cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Vonera 250WG của công ty cổ phần nông nghiệp Việt Nam ạ. Cháu chúc chú và gia đình sức khỏe dồi dào, có một vụ sầu riêng trúng mùa và được giá.